Xin chào các anh em, hôm nay chúng ta sẽ nói về những cái nhân vật mặc định như là Kaya Lisa Amber và những điều quan trọng mà các anh em cần biết về những cái nhân vật này. Nhưng mà trước tiên thì mình muốn hoan hô MiHoYo về cái đoạn giới thiệu Rosaria 4 sao vừa mới ra mắt. Me? I'm just another ordinary person. Church, work, I just do what I have to do. Thật là thú vị khi mà tại cái phiên bản này chúng ta chỉ có mỗi một cái nhân vật mới, đó chính là Rosaria mà thôi. Và chúng ta không cần phải tiêu tốn quá nhiều nguyên thạch để mà có thể có được cái nhân vật này. Mặc dù là Rosaria chỉ là một cái nhân vật 4 sao, nhưng mà video giới thiệu thì được đầu tư khá là công phu, hành động, đậm chất điện ảnh. Và dường như là trong tương lai của những cái phiên bản sắp tới 1.5, 1.6, cứ mỗi phiên bản thì chúng ta sẽ có một nhân vật 5 sao đi kèm với là một nhân vật 4 sao mới mà thôi. Và hai nhân vật này nó sẽ không nằm chung banner với nhau. Nhân vật 4 sao này nó sẽ đi kèm với lại một cái nhân vật 5 sao quay trở lại. Và thành thật mà nói thì đây chính là một cái điểm cộng mà mình cực kỳ yêu thích MiHoYo. Không phải mọi nhân vật đều sẽ là 5 sao, sẽ có những cái nhân vật 4 sao mới. Và thậm chí rằng mình thấy rằng cái tạo hình, cái mức độ đầu tư của Rosaria kỳ này không thua kém gì bất cứ một cái nhân vật 5 sao nào. Tuy có bị nớp nhưng mà vẫn còn rất dày. Điều này có thể khẳng định lại một lần nữa là MiHoYo sẽ không bỏ rơi những cái nhân vật 4 sao. Có thể là những cái nhân vật 5 sao nó sẽ hiếm hơn hoặc là nó có những cái chỉ số cơ bản tốt hơn. Nhưng mà những cái nhân vật 4 sao nó cũng có những cái mức độ độc đáo nhất định. Và bây giờ thì vấn đề lớn của những nhân vật 4 sao mặc định vừa vào đã gia nhập vào trong đội hình của chúng ta là gì? Đầu tiên thì trong bất cứ một cái bảng xếp hạng nào thì chúng ta cũng đều thấy những cái nhân vật này bị đưa xuống bét bảng. Điều này nó khiến cho chúng ta có một cái tâm lý, một cái suy nghĩ rằng ok, những cái nhân vật này không có ngon, không có xịn sò, không có bằng những cái nhân vật khác. Chúng ta sẽ không đầu tư vô trong cái nhân vật này. Tôi muốn có một cái nhân vật đứng đầu cái bảng xếp hạng, ví dụ như là Razer, Shincho hay là Supro. Nhưng mà liệu thật sự là chúng ta đã tìm hiểu hết về những cái nhân vật này hay là chúng ta lại dựa vào những cái bảng xếp hạng vô nghĩa như ở đây? Nhưng mà sau 6 tháng nhìn lại thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái nhân vật này là những cái nhân vật hiếm nhất hiện tại. Những nhân vật 4 sao khác đã đi vài vòng trong cái banner re-up nhân vật thì những cái nhân vật 4 sao mặc định này đến nay vẫn chưa thấy xuất hiện bao giờ. Và có lẽ là cơ hội duy nhất chắc chắn chúng ta có thể kiếm được những cái nhân vật này lại đến từ Shop Tinh Huy. Shop Tinh Huy trong những cái tháng đầu tiên đã có xuất hiện những nhân vật mặc định này, nhưng mà đa số trong chúng ta đều I don't care, đây là những cái nhân vật chúng ta sẽ không bao giờ đầu tư vô. Và lần cuối cùng mà chúng ta thấy những cái nhân vật này xuất hiện đó chính là Kaya ở trong Shop Tinh Huy tháng 12. Và có lẽ là trong nhiều tháng nữa thì những nhân vật này mới có thể quay trở lại ở trong Shop Tinh Huy. Và lúc này thì đa số những cái nhân vật 4 sao khác chúng ta đã có những cung mệnh rất cao. Còn những cái nhân vật này thì thậm chí là chúng ta chưa hề có một cái cung mệnh nào. Và khi kiểm tra lại thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái nhân vật mặc định này chỉ xuất hiện duy nhất tại cái banner thường mà thôi. Với cái tỷ lệ rất là thấp, 1 phần 37. Tức là nếu như mà quy ra tỷ lệ nó khoảng chừng 0,1%, nó còn hiếm hơn những cái nhân vật 5 sao rất là nhiều nữa. Và khi mà xem xét về cái cung mệnh của những cái nhân vật này thì chúng ta sẽ thấy rằng nó thay đổi rất đáng kể lối chơi cũng như là cái sức mạnh của những cái nhân vật này. Đối với là Amber tại cung mệnh 2 thì chúng ta thấy rằng lúc này nó thay đổi lối đánh. Khi mà chúng ta tụ lực ngắm bắn vào chân của bá tước thọ thì nó sẽ gây thêm 200% sát thương. Tại cung mệnh 4 thì nó sẽ tăng thêm một lần sử dụng và giảm 20% cooldown của con rối nổ. Và tại cung mệnh 6 thì lần này nó biến Amber trở thành một cái nhân vật hỗ trợ. Khi mà cái kỹ năng nổ nó trong 10 giây tiếp theo sẽ tăng 15% tốc độ di chuyển của tất cả các thành viên trong đội, đồng thời tăng tấn công 15%. Còn về Lisa, một trong những nhân vật độc đáo có khả năng giảm phòng ngự bằng cái nội tại lực tĩnh điện của mình, thì sao các anh em? Về cơ bản thì cái kỹ năng nguyên tố sấm dội của Lisa nó rất là dễ gián đoạn, và nó để tối đa hóa sát thương thì nó yêu cầu chúng ta cần phải tích đến 3 lớp dẫn điện. Cung mệnh 2 nó cung cấp cho kỹ năng nguyên tố sấm dội của Lisa tăng 25% phòng ngự và tăng khả năng kháng gián đoạn của Lisa. Một cung mệnh 6 nó tăng cường rất lớn sức mạnh của Lisa khi mà Lisa tham chiến tạo thêm 3 lớp dẫn điện sấm dội với địch ở gần. Và tại cấp độ 10 với 3 lớp dẫn điện thì sấm dội có khả năng gây ra sát thương bằng 876,9% tấn công. Hệ số sát thương như thế này là rất lớn so với lại những cái nhân vật hiện tại. Và cuối cùng đó chính là Kaya, một cái nhân vật với cái khả năng cấp băng phi thường mà chúng ta hay gọi vui đó chính là kỹ sư cầu đường. Thì sức mạnh tập trung chủ yếu vào những cái đòn đánh tay uy lực và kỹ năng nổ. Thì cung mệnh 1 hỗ trợ cho những cái đòn đánh tay, khi mà tấn công vào những đối thủ bị ảnh hưởng bởi nguyên tố băng thì những cái đòn đánh tay sẽ tăng 15% tỷ lệ bạo kích. Và cung mệnh cuối nó hỗ trợ cho khả năng cấp băng cũng như là sát thương cho kỹ năng nổ khi mà tạo thêm một cái nhũ băng lạnh giá, đồng thời hồi 15 điểm năng lượng nguyên tố khi thi chuyển. Và khi mà Hu Tao ra mắt thì lúc này chúng ta mới thấy cái sự quan trọng của Kaya, khi đây là nhân vật duy nhất có khả năng cấp đủ băng để cho Hu Tao liên tục tạo phản ứng.
Và lúc này khi nhìn lại thì chúng ta thấy rằng nhân vật Kaya của chúng ta chỉ nằm ở cung mệnh không, tuy rằng rất phù hợp, nhưng mà với cung mệnh cao thì những nhân vật khác nó lại có phần ưu việt hơn. Và tận cùng khi mà nhìn lại những nhân vật bốn sao mặc định và kể cả là nhà lữ hành của chúng ta luôn, thì chúng ta thấy rằng chúng ta đang đánh giá sai những cái nhân vật này. Những cái nhân vật này nó cũng có những cái nét độc đáo mà những nhân vật khác không có được. Và càng tìm hiểu thì chúng ta càng kinh ngạc về cái sức mạnh của những nhân vật này. Và thật sự lúc này mình mong rằng sẽ có một lúc nào đó chúng ta có thể kiếm được những cái nhân vật mặc định này tại cái banner Ray of nhân vật. Còn các anh em nghĩ sao về điều này? Các anh em hãy xem lại xem những cái nhân vật mặc định của mình đang cung mệnh mấy, và các anh em có ý định đưa những cái nhân vật mặc định này vào trong độ hình của mình hay không? Hãy cùng bình luận xuống bên dưới để chúng ta thảo luận thêm. Còn bây giờ, bye bye tất cả các anh em và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video sau.